Hello, xin chào các bác chị em ha. Hôm nay em quay cho bác chị em tham khảo động cơ Yanma 3T84 bác chị em. Con này 3TNV quá nha. Tình trạng xuất sắc ha. Quá đẹp. Hết sức lâu mới mua được con máy có đẹp như thế này các bác nha. Con này màu xám đen. Đấy. Mê hồng không? Rồi, chạy máy. Con này có chụp bô. Chạy đã lắm quá nha. Con này có bán chèm đưa xuống vỏ chạy bay bay ạ. Đây, đây tắt điện nè con. Để máy của bán chèm tham khảo ha. Êm quá quá vậy mà. Cực kỳ ha. Thấy không? Cô anh chị em có nhu cầu sử dụng thì em hội em ha. 3T84 chụp bô ha. Đấy. Mày quá đẹp. Chụp sắc luôn. Rồi, em cảm ơn các bạn chị em rất là nhiều nha. Các bạn chị em có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn chị em video tiếp theo ha.